Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Tư ngày 23 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Putin với bộ não bệnh hoạn đang đe dọa hủy diệt thế giới ra sao. Chuyên gia tâm lý của người Úc, Alan, người đã dạy Vladimir Putin ngôn ngữ cơ thể, cho rằng hành vi của ông Putin ở Ukraine cho thấy tâm trí của ông ta đã sa sút đến mức bệnh hoạn chỉ trong vòng có vài tháng gần đây. Alan là người Úc, chuyên gia ngôn ngữ cơ thể với nhiều xuất bản nổi tiếng trên thế giới, đã quen biết Putin lần đầu tiên cách đây hơn 30 năm tại thành phố Saint Petersburg, một năm sau khi Liên Xô sụp đổ. Alan và vợ là Barbara cùng làm trong ngành truyền thông, khi ấy đến Liên Xô cũ để đào tạo kỹ năng cho các chính trị gia cộng sản, giúp họ có thể hòa nhập được với giới lãnh đạo của phương Tây. Đây là hình ảnh Alan, 70 tuổi, chuyên gia tâm lý ứng dụng nổi tiếng trên thế giới với những ứng dụng của ngôn ngữ cơ thể. Chuyên gia tâm lý ứng dụng Alan, 70 tuổi, với biệt danh là Quý Ngài Ngôn Ngữ Cơ Thể, kể lại với tờ báo Anh The Sun, cơ quan chuyên đặc biệt khiến ông có quan hệ với vị tổng thống tương lai của Nga. Ông nói về cơ duyên mà ông vì sao đã gặp tổng thống Nga Putin. Chúng tôi đã 3 lần hẹn gặp với tổng thống Boris Yeltsin, nhưng ông ấy cả 3 lần ông ấy đều không đến. Chúng tôi trong đoàn làm phim phóng sự về chuyến đi ở Nga nhận cuộc hẹn ở cung điện mùa đông với thị trưởng Saint Petersburg, Zublak. Ông là chính trị gia dân cử đầu tiên ở Nga trong chính thể mới này. Ông ấy rất hào hứng về kế hoạch được chúng tôi tư vấn về những kỹ năng cần thiết khi xuất hiện trên TV. Nhưng đúng ngày hẹn, ông ấy đã không thể đến và cử cấp phó thay thế. Người đó chính là Vladimir Putin. Vào thời điểm đó, Putin không phải là một nhân vật nổi tiếng ở Nga, mặc dù quá khứ KGB của ông đã được nhiều người biết đến với vai trò là gián điệp của Liên Xô cắm tại Đức. Ấn tượng đầu tiên của Alan là Putin chỉ cao có 5 phút 7 inch, thấp hơn nhiều so với hình dung của ông ấy. Tuy nhiên, dù thiếu về chiều cao nhưng ông ta có trí thông minh vượt trội. Đây là hình ảnh Vladimir Putin với xuất thân từ cơ quan tình báo Liên Xô, trước đây KGB, trước khi chuyển làm chính trị gia. Anh ấy là người tiếp thu rất nhanh những gì tôi dạy, Alan tiếp tục nói. Sau đó tôi thấy anh ta áp dụng rất tốt những kỹ năng mà tôi đã dạy về ngôn ngữ cơ thể khi xuất hiện trên TV. Với sự góp mặt khởi đầu tại cung điện mùa đông, nơi tham gia của 300 chính trị gia mới, Vladimir Putin bắt đầu trở thành một gương mặt nổi bật kể từ đó trở đi. Alan cũng kể rằng ông ta đã dạy cho Putin một số bài học cơ bản quan trọng mà ông đã sử dụng trong suốt 30 năm qua. Một trong những tư thế quyền lực quan trọng nhất gọi là tư thế gác chuông. Bạn đan hai tay vào nhau như gác chuông nhà thờ và ngả người ra sau, tươi cười mà không quá lộ hàm răng. Ngôn ngữ cơ thể chỉ là biểu hiện bên ngoài của tình trạng cảm xúc. Nó khiến bạn tự tin và kiểm soát được cảm xúc của mình. Nếu bạn áp dụng kỹ năng này trong một cuộc họp hoặc một cuộc phỏng vấn, bạn sẽ tự tin hơn hẳn rất nhiều. Hãy xem video của Putin từ trước cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông ấy áp dụng kỹ năng này, bạn sẽ không thấy ông ấy khoanh tay lại. Việc khó khăn nhất mà Alan dạy cho những người Liên Xô cũ phải bỏ đi thứ mà ông gọi là khuôn mặt Nga. Trước đó, người Nga cho rằng nếu bạn mỉm cười trong vị thế lãnh đạo quân sự, bạn sẽ không được nể trọng. Tôi nói với họ rằng nếu muốn làm ăn với thế giới phương Tây thì bạn phải biết mỉm cười. Mặc dù Putin không được biết đến với những nụ cười ấm áp, nhưng những bức ảnh chụp ông ta từ những ngày đầu của nhiệm kỳ tổng thống cho thấy ông ta đang nở nụ cười với thủ tướng lúc bấy giờ là Tony Blair. Đây là hình ảnh Vladimir Putin gặp Tony Blair với nét mặt tươi cười. Alan cũng hướng dẫn Putin bước đi với hai cánh tay vung sang hai bên, gọi là kiểu đi bán hàng. Những người có quyền lực thường đi bộ giống như họ đang diễu hành, ông giải thích. Hai cánh tay họ vung sang hai bên, giống như hình ảnh của Tổng thống Mỹ Ronald Reagan vào những năm 1980. Alan cũng mô tả lãnh đạo của Putin
trong suốt 22 năm qua là một quả lấm sắt trong chiếc găng tay nhung. Đó là cách ông Putin lãnh đạo trong thời gian vừa qua. Ông nói tiếp, trong lịch sử, Putin rất ít phạm sai lầm lớn với tư cách là một chính trị gia. Đề cập đến cuộc chiến ở Ukraine, ông nói tiếp, Putin ngộ nhận rằng sau cuộc chiến, Tổng thống Zelensky sẽ chạy trốn khỏi Ukraine và người Nga sẽ chào đón ông với hai vòng tay rộng mở. Và rằng ông ấy có thể đưa ra những yêu sách về Donbass, về Luhansk và Donetsk, cũng như củng cố sự kìm kẹp của mình đối với Crimea và biến Ukraine trở thành khu vực phi quân sự. Giải thích về tính cách cứng rắn của Putin, Alan nói, người dân Nga muốn Tổng thống là một người yêu nước. Họ muốn nhìn thấy anh ta biết lái máy bay, anh ta trở thành nhà vô địch võ thuật, và suốt nhiều năm qua, ông ta đã hoàn thành vai trò đó cực kỳ tốt. Ông ấy có đai đen judo, chơi khúc quân cầu trên băng và có ảnh chụp cởi trần trên lưng ngựa khi đi săn hoặc đi câu cá. Đây là hình ảnh ông Putin với bức ảnh chụp cởi trần trên lưng ngựa. Tuy nhiên, hành vi của Putin đã thay đổi đáng kể trong khoảng một tháng trở lại đây. Ngôn ngữ cơ thể của Putin giờ đây đã khác đi rất nhiều. Ông ấy không còn là người điều hành tự tin nắm quyền nữa. Ông ấy trở thành kẻ luôn giữ khoảng cách với mọi người. Hình ảnh Putin bên chiếc bàn dài vô lý mặc của ông ấy xuất hiện gần đây như thể ông ta đang mong đợi một cuộc tấn công vậy. Đây là một triệu chứng hoang tưởng ngày càng tăng của Putin, là dấu hiệu của một người bị cô lập trong suốt cơn đại dịch. Ông ấy cũng tăng cân khá nhiều, tự tạo ra vẻ xa cách với chính bản thân mình. Rõ ràng có điều gì đó đang diễn ra trong đầu khiến ông ấy không muốn ở gần người khác. Trong một bài phát biểu gần đây, Putin cũng cảnh báo rằng những người yêu nước phải biết cách tìm ra kẻ phản bội, cho thấy một hình ảnh khác xa với vẻ lạnh lùng, tính toán mà ông từng thể hiện trước đó. Alan cũng tin rằng căn bệnh gần đây của Putin chính là lý giải cho những quyết định sai lầm vội vã khi tiến hành cuộc chiến với Ukraine. Kính mời các bạn xem bản tin Putin tứ bề thọ địch. Càng ngày, ông Tổng thống Nga Vladimir Putin càng bị lún sâu vào cuộc chiến tranh phi nghĩa tại Ukraine. Việc NATO chần chừ trong việc hỗ trợ Ukraine không có nghĩa là NATO đứng ngoài cuộc chiến. Nếu ông Putin cho rằng việc Ukraine tham gia vào NATO là sự đe dọa an ninh biên giới Nga, thì ngược lại, nếu Ukraine mà rơi vào tay chính quyền Putin, thì điều đó có nghĩa là khối NATO cũng bị đe dọa. Nga đang ám sát NATO. Chính vì vậy, khi mà ông Putin không hạ lửa được cuộc chiến ở Ukraine, thì có nguy cơ NATO cũng phải chuẩn bị yểm trợ cho Ukraine, ít nhất là không để Ukraine thua trong cuộc chiến này. Cuộc chiến Ukraine đã kéo dài hơn một tháng. Kết quả những ngày qua cho thấy việc chiếm Ukraine không dễ như ông Putin đã nghĩ trước đó. Từ chỗ nhiều người đánh giá Nga chắc chắn thắng thì giờ thực tế cho thấy Nga không dễ thắng. Đây là nỗ lực kiên cường của chính quyền của Tổng thống Ukraine Zelensky và nhân dân Ukraine. Họ đang có chính nghĩa và được toàn bộ người dân trên thế giới ủng hộ. Để đi chiến thắng lợi thì cuộc chiến phải trải qua rất nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu tưởng chừng như Nga chắc thắng, nhưng thực tế sau đó thì Nga không thể thắng. Nếu Ukraine làm cho Nga từ chỗ không thể thắng sang thế trận Nga có thể thua, thì đó là một bước ngoặt rất lịch sử. Đây là hình ảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như đang rất tức tối trước việc tiến triển chậm ở các chiến trường, không dễ chiếm nhanh các thành phố tại Ukraine. Nước Nga vốn là cường quốc quân sự, họ rất mạnh so với Ukraine. Tuy nhiên, nếu Ukraine được các quốc gia phương Tây và Mỹ hỗ trợ mạnh hơn nữa, thì rất có thể Ukraine sẽ là chuyển biến cục diện. Ukraine cũng đang có chính nghĩa, vì thế họ được thế giới tiến bộ ủng hộ to lớn. Việc Mỹ và NATO triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở các nước láng giềng Nga đã cho thấy phương Tây ngày một cứng rắn hơn với một Putin đang không có điểm dừng. Ông ta dường như biểu hiện của những triệu chứng hoang tưởng. Và triển khai tên lửa Patriot trên đất Ba Lan đã được tiến hành. Theo tin tức phương Tây cho biết, thì hôm 9 tháng 3,
thai giàn hệ thống phòng không Patriot của Hoa Kỳ được chuyển từ Đức sang phía đông của Ba Lan, tới một sân bay cách biên giới Ukraine chỉ chừng có 50 km. Được biết, tên lửa Patriot là loại tên lửa dùng để phòng thủ tên lửa. Nó có thể chống lại được phi cơ và tên lửa đạn đạo của Nga. Nguyên nhân là do trước đó một hỏa tiễn của Nga đã bắn vào một kho quân sự của Ukraine, cách biên giới quốc gia thành viên NATO này chỉ có trên 20 km mà thôi. NATO là khối liên minh quân sự mạnh nhất trên thế giới. Họ có đủ sức mạnh để khắc chế Putin. Một tuần trước đây, báo chí tại Romania là nước thành viên của NATO nói họ tìm thấy một drone là nghi của Nga ở nước này, đặt ra câu hỏi liệu Nga vô tình hay cố ý đánh gần NATO hay không. Drone có nghĩa là máy bay không người lái. Cùng thời gian đó, quân Đức và Hà Lan sẽ điều khiển hệ thống Patriot đặt tại sân bay Zilak, miền trung của Slovakia, để tăng cường bảo vệ sườn phía đông của NATO, đề phòng Nga đánh lén bằng tên lửa hoặc các loại máy bay. Đây là hình ảnh tên lửa đánh chặn Patriot hiện đại của Mỹ. Nước Nga và Putin đang vùng vẫy để cứu lấy hào quang quá khứ. Tuy nhiên, cho đến nay, nước Nga đang ngày một lún sâu vào khủng hoảng và ngày càng bị thế giới coi thường. Rất nhiều đồng minh trước đây của Liên Xô giờ đang là thành viên của châu Âu và NATO và họ đang ủng hộ Ukraine. Được biết, chính phủ Slovakia, một quốc gia cộng sản tại Đông Âu trước đây, đã cho biết họ sẽ triển khai tên lửa Patriot được thực hiện trong những ngày tới đây. Quyết định này được đưa ra sau khi ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Jaloš của Slovakia họp với người đồng cấp của Hoa Kỳ Augustin vào hôm 17 tháng 3 ở Bratislava. Được biết, hỏa tiễn Patriot là loại được thiết kế để đánh chặn, bắn chặn hỏa tiễn của đối phương trên không trung và từng được Mỹ triển khai ở Trung Đông. Đây là một loại vũ khí lợi hại mang tính chiến lược của Hoa Kỳ và đồng minh. Vào năm 2001, lần đầu tiên Patriot được tung vào trận địa để hạ các tên lửa Scud của Iraq, sản xuất theo mẫu của Liên Xô cũ trước đây và đã chứng tỏ sự hữu hiệu của nó. Vào năm 2018, Ba Lan tuyên bố bỏ ra 4,75 tỷ đô la để mua hệ thống phòng thủ hỏa tiễn Patriot của Hoa Kỳ. Trong quyết định này đã khiến Nga nổi giận. Tuy nổi giận nhưng Putin đã không làm gì được quốc gia, từng là cựu quốc gia cộng sản này, vì họ là một quốc gia có quyền tự quyết và nằm trong khối NATO. Nếu Ukraine vào được NATO thì nước Nga vốn đã cô đơn lại càng cô đơn hơn. Hiện giờ chỉ còn có Belarus và một vài quốc gia nhỏ bé vốn thuộc Liên Xô cũ là trung thành với chính quyền Putin, còn lại thì hầu hết đều ngả về phương Tây và muốn gia nhập châu Âu cũng như NATO. Thái độ của Hoa Kỳ, dự kiến Tổng thống Mỹ Biden đã tới Ba Lan vào ngày 25 tháng 3 năm 2022 để ủng hộ các đồng minh NATO phía Đông. Tin từ Hoa Kỳ cũng cho biết là Tổng thống Biden sẽ sang thăm Ba Lan tuần này sau chuyến thăm tới Brussels, trụ sở khối NATO, để bàn về tình hình chiến sự tại Ukraine. Đây là bước đi cần thiết để tiếp thêm sức mạnh cho chính quyền của Tổng thống Ukraine Zelensky và nhân dân nước này. Cho đến nay, Hoa Kỳ vẫn là cường quốc số 1 trên bàn cờ chính trị và quân sự trên thế giới. Không phải ngẫu nhiên mà thế giới thừa nhận Mỹ là cảnh sát thế giới. Với vai trò như vậy, nước Mỹ sẽ là tiếng nói quyết định ảnh hưởng đến cục diện chiến tranh hiện nay. Nước Nga là một cường quốc đang suy tàn, có thể họ đang cố vùng vẫy để chứng tỏ, nhưng sau cuộc chiến phi nghĩa này, nước Nga sẽ thiệt hại nặng nề về kinh tế, chính trị, quân sự và cả uy tín trên trường quốc tế, vì đem quân đi tấn công và xâm lược một đất nước có chủ quyền là Ukraine. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Biden sẽ có chuyến thăm Ba Lan. Việc bao vây kinh tế đã làm cho nền kinh tế của Nga sa sút thảm hại. Còn về quân sự thì Mỹ và khối NATO đang triển khai những bước đi cũng đầy thận trọng và cương quyết. Có thể nói nước Nga của Putin hiện nay đang tứ bề thọ địch. Tuy nước Nga còn rất mạnh về quân sự nhưng rõ ràng đa suy yếu là không thể tránh khỏi. Lịch sử của nước Nga đã trải qua nhiều thăng trầm, tuy nhiên không có lãnh đạo thời nào mà phá nát đất nước Nga nhiều và nhanh như Tổng thống Putin hiện nay của họ. Nước Nga không mất. Vì dù sao họ cũng là cường quốc, nhưng cái mất của họ là vị thế. Trước đây người ta cứ nói đến Đông Âu là nói đến những quốc gia chịu sự chi phối của Liên Xô. Đấy là một thời cường thịnh của chủ nghĩa cộng sản. Bao quanh nước Liên Xô, Xô Viết là cả thế giới cộng sản.
Tuy nhiên hiện nay, nước Nga đã bị cô lập. Nước Nga bây giờ tứ bề thọ địch từ kinh tế đến quân sự.